Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhiệm vụ chính của quy hoạch là đưa Hưng Yên phát triển nhanh chóng bền vững, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. Hưng Yên được định hướng phát triển đồng bộ theo xu hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Một trong những mục tiêu quan trọng là đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại. Do vậy, Hưng Yên hướng tới việc nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn. Tỉnh ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao thân thiện môi trường, giá trị gia tăng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế, các khu công nghiệp, tăng nhanh tỷ lệ lấp đầy. Song song với đó, tỉnh kết hợp phát triển theo chiều rộng với phát triển theo chiều sâu các khu công nghiệp để tăng tính cạnh tranh quốc gia và quốc tế, hình thành các cụm liên kết ngành có quy mô lớn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp. Theo quy hoạch, đến năm 2030, toàn tỉnh có 30 khu công nghiệp, bao gồm 17 khu công nghiệp đã có trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và 13 khu công nghiệp tiềm năng quy hoạch mới. Số liệu cho thấy, 17 khu công nghiệp đã được phê duyệt trước đó có tổng quy mô hơn 4.395 ha, trong đó khu công nghiệp lớn nhất là Phố Nối A, 668,94 ha, tại Văn Lâm, huyện Yên Mỹ, lớn thứ hai là khu công nghiệp Thăng Long 2 tại xã Mỹ Hào, huyện Yên Mỹ. Còn 13 khu công nghiệp tiềm năng quy hoạch mới được tỉnh dự kiến dành quỹ đất 4.788 ha để thực hiện, trong đó đáng chú ý có khu công nghiệp Phù Cử, Ân Thi có diện tích lớn nhất 544 ha, khu công nghiệp Tiên Lữ, Kim Động, Ân Thi có quy mô hơn 463 ha và khu công nghiệp Ân Thi 1 có quy mô 450 ha. Tổng cộng quỹ đất dành cho 30 khu công nghiệp tại Hưng Yên lên đến 9.589 ha. Bên cạnh các khu công nghiệp đã có trong quy hoạch, Hưng Yên dự kiến còn có thêm 5 khu công nghiệp tiềm năng có thể thực hiện sau giai đoạn năm 2030. Tỉnh cũng đã dự kiến dành quỹ đất 2.460 ha cho nhóm khu công nghiệp tiềm năng này. Nhằm triển khai hiệu quả dự án xây dựng cầu Kênh Vàng và đường hai đầu cầu kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư, điều chỉnh tăng thêm vốn, tổng vốn đầu tư 2.182,6 tỷ đồng, mức tăng chênh lệch so với tổng đầu tư ban đầu là 592,6 tỷ đồng, tổng mức đầu tư cũ là 1.590 tỷ đồng. Dự án có vốn đầu tư từ ngân sách trung ương hỗ trợ, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 900 tỷ đồng, phần còn lại được đầu tư từ ngân sách địa phương và các nguồn khác nếu có. Trong đó, ngân sách đầu tư công của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 dành cho giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương là 519,134 tỷ đồng. Ngân sách đầu tư công của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 là 372 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 là 391,477 tỷ đồng. Nghị quyết cũng điều chỉnh mặt cắt ngang nền đường và thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025 thành từ năm 2022 đến năm 2027. Trước đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nghị quyết số 366/NQ-HDNZ ngày 10 tháng 5 năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Kênh Vàng và hướng dẫn hai đầu cầu với tổng kinh phí gần 1.600 tỷ đồng. Dự án này do Ban Quản lý Dự án Xây dựng Giao thông Bắc Ninh làm chủ đầu tư, được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025. Các hạng mục chính của dự án bao gồm xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu với chiều dài tuyến khoảng 13,4 km, điểm đầu của cầu tại km 0+000 giao với quốc lộ 17 tại km 27+600 thuộc địa bàn huyện Gia Bình và điểm cuối tại km 13+400 giao với quốc lộ 37 tại km 77+400 thuộc địa phận tỉnh Hải Dương. Cầu Kênh Vàng có chiều dài khoảng 740 m, bề rộng dự kiến 23,5 m, được thiết kế quy mô vĩnh cửu, kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực. Đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài 12,6 km, mặt đường rộng 15 m. Dự án cầu Kênh Vàng sau khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối Bắc Ninh và Hải Dương, tạo tiền đề thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế xã hội giữa hai tỉnh, đảm bảo giao thông thông suốt, giảm thời gian đi lại của người dân, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối kinh tế xã hội phục vụ dân sinh giữa hai tỉnh.
Gói thầu số 14 xây dựng cầu Kênh Vàng và đoạn tuyến từ điểm đầu km 0+000 đến km 6+625,44 thuộc địa phận huyện Gia Bình, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương có giá trị 977,719 tỷ đồng, được mở thầu ngày 18 tháng 8 năm 2024. Tạp chí Time Out của Anh mới đây đưa côn đảo Bà Rịa Vũng Tàu ở vị trí số 2 trong danh sách 9 hòn đảo tuyệt đẹp ít đông đúc nhất thế giới để du khách thư giãn tận hưởng kỳ nghỉ hoàn hảo nhất. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cung cấp thông tin tạp chí Time Out đã chọn ra 9 hòn đảo tuyệt đẹp ít đông đúc nhất thế giới để du khách thư giãn tận hưởng kỳ nghỉ hoàn hảo nhất. Côn đảo Bà Rịa Vũng Tàu được xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách này. Danh sách được lựa chọn từ gần 1 triệu hòn đảo trên khắp thế giới. Theo Time Out, không có nơi nào tốt hơn để tận hưởng kỳ nghỉ bằng một hòn đảo, đặc biệt là trên những bãi cát trắng mịn, bờ biển rợp bóng cọ. Thậm chí tuyệt vời hơn chính là những hòn đảo hoang sơ ít khách du lịch, nơi du khách có thể thoải mái tận hưởng không gian yên bình, khám phá những cánh rừng nhiệt đới, những vịnh nhỏ hoang sơ và chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục. Theo đó, Việt Nam là quốc gia sở hữu vô vàn hòn đảo xinh đẹp, trong đó Côn Đảo được đánh giá là một điểm đến hoang sơ đầy cuốn hút, có thể quyến rũ bất kỳ ai đặt chân đến nơi đây. Nằm ngoài khơi bờ biển phía Nam, hòn đảo này là nơi có những bãi biển xanh màu ngọc bích với những dải cát trắng mịn, hàng cọ rợp bóng mát cùng hệ sinh thái, động thực vật phong phú đa dạng. Mặc dù sở hữu khung cảnh say đắm lòng người, thế nhưng nơi đây vẫn còn tương đối vắng khách du lịch. Đến với Côn Đảo, bên cạnh dạo chơi trên các bãi biển đẹp như mơ hay thả mình thư giãn trên bãi biển, chụp ảnh check-in, lưu giữ kỷ niệm, đừng quên trải nghiệm các hoạt động thú vị đầy phấn khích như lặn biển ngắm thế giới dưới đại dương với đa dạng các sinh vật biển, trải nghiệm thể thao biển, khám phá vườn quốc gia Côn Đảo. Côn Đảo là một quần đảo ở ngoài khơi bờ biển Nam Bộ và là đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Côn Đảo được xem là hòn đảo du lịch với những bãi tắm hoang sơ tuyệt đẹp, là nước trong xanh mát lạnh, bãi cát dài phẳng mịn. Không khí trên đảo thật trong lành, được ví như thiên đường nghỉ dưỡng, sở hữu rừng nguyên sinh và biển được bảo tồn đa dạng sinh học. Côn Đảo không chỉ là nơi nghiên cứu của các nhà khoa học mà còn là nơi để du khách đến du lịch khám phá với các chương trình du lịch sinh thái hấp dẫn. Theo chuyên trang du lịch Wanderlust, Storlurer Mù Căng Chải Yên Bái đã được xếp hạng ở vị trí đầu tiên trong danh sách 25 điểm đến sở hữu vẻ đẹp siêu thực đáng kinh ngạc. Mù Căng Chải được đánh giá là một trong những nơi đẹp nhất Việt Nam, nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang rực rỡ tuyệt đẹp. Mù Căng Chải như được nhuộm màu ngọc lục bảo xanh mướt của lúa mới và đến mùa lúa chín lại óng ánh sắc vàng rực rỡ. Qua những đôi bàn tay khéo léo cùng sự sáng tạo miệt mài, những người nông dân đã tạo nên một bức tranh đầy sống động biến đổi theo thời gian, thể hiện sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người. Chuyên trang Wanderlust Storyteller ca ngợi những bức khung cảnh thanh thoát như bước ra từ giấc mơ cho đến những kỳ quan thiên nhiên đáng kinh ngạc. Trái đất của chúng ta ẩn chứa những địa điểm thực sự kỳ diệu. Những điểm đến này mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời như bước vào một thế giới lung linh, kỳ ảo tựa tranh vẽ. Năm 2018, một tờ báo nổi tiếng của Anh cũng đã công bố danh sách 12 ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới, trong đó ruộng bậc thang Mù Căng Chải là một trong hai đại diện của Việt Nam được lọt vào danh sách này. Ruộng bậc thang Mù Căng Chải có diện tích khoảng 2.200 ha, thuộc huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Năm 2007, 330 ha diện tích ruộng bậc thang của ba xã là Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Su Phình được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia. Năm 2019, danh thắng thuộc ruộng bậc thang Mù Căng Chải đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Ruộng bậc thang Mù Căng Chải gắn liền với đời sống tập tục của người Mông. Do thiếu những mảnh ruộng bằng phẳng để canh tác, đồng bào Mông đã tận dụng từng mảnh ruộng nhỏ được vỡ ra ở từng ngọn núi có độ cao từ 800 đến 1.700 mét. Cùng với việc thu phục thiên nhiên để sinh tồn, nhưng vô tình đồng bào ở đây lại trở thành những người nghệ sĩ, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hùng vĩ giữa núi non đại ngàn. Với địa hình đồi núi cao và đặc thù của khí hậu, nên một năm đồng bào Mông ở Mù Căng Chải chỉ gieo trồng một vụ lúa duy nhất. Tháng 5, tháng 6 là thời gian đắp đập bè bờ, lấy nước vào ruộng từ những cơn mưa đầu mùa hạ hoặc những con suối đầu nguồn để phục vụ cho việc cày ải gieo mạ. Chính vì thế, mùa nước đổ và mùa lúa chín là thời gian đẹp nhất ở đây. Mùa Căng Chải vào mùa nước đổ, tháng 5, tháng 6 có một vẻ đẹp thuần chất mà quyến rũ không kém mùa thu sang.
danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung không chỉ là một vựa lúa, một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ mà còn trở thành một bản anh hùng ca về sức mạnh đoàn kết, là tinh thần dân tộc và sự sáng tạo độc đáo của những con người vùng cao trong quá trình cải tạo thiên nhiên phục vụ cuộc sống từ bao đời nay.